Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm bảy gán cả nhà ơi. Ngày mới mình xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bảy chúng lớn nha. Đây, mình cho cả nhà cùng xem đồ nghề của mình luôn nha cả nhà. Tôi lưới chuột dây leo nha cả nhà. Rồi, mình tới cái bãi đầu tiên luôn nha cả nhà. Mình mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bảy gán với mình nha. Cái này cũng mở đầu mấy chuyến rồi cả nhà, mấy chuyến rồi thăm thì chết vớt không có hàng cả nhà, dẫn chuyến này có hàng. Mấy chuyến trước mình dính được mấy chuyến trước mình dính được con hành nhất cả nhà, cái chuyến này thăm không có cả nhà, cái này có phân bọn gì không, rồi. Không thấy thân cả nhà, rồi, nhẹ que luôn, rồi vô còn luôn cả nhà, mình ốp máy nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có cái luôn nha cả nhà, này chứ rồi dính hành nhỏ mình thả luôn cả nhà, sử dụng chuyến này dính hành mẹ cả nhà, chuyến rồi dính hành nhỏ quá nên mình thả luôn. Cái này luồng này mình bỏ cũng đâu 5-6 ngày, 6-7 ngày vậy cả nhà, nó gần cả tuần rồi đó. Cái này chuyến rồi thì trống lỏng, này chuyến này hy vọng có hàng. Rồi chuột chạy ra chào luôn cả nhà, chuột những con luôn. Rồi mình ốp máy luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình con cái luôn nha cả nhà, này chín rồi mình thăm cũng chết chuột cả nhà, dọc ông gì bay dạo dạo mấy chia này cũng dính được con một cả nhà, thăm hoài thăm không dính, dọn chiên này có hàng. Cái bẫy lắc lư rồi, chuột nó quậy quá trời, ôi chuột chết luôn cả nhà, thôi để lúa vậy mà chuột cũng chết, trời trời, có hàng đó nha, à, con này hình như mình thả nè, rồi nó vô nữa cả nhà ơi, chuột chợ bá gì mà nó cũng quất được trời, à, rồi mình úp máy mình coi coi nó lớn hay nhỏ mình xử lý nha cả nhà. Tiếp tục đây mình có cái luôn cả nhà, thăm hồi nãy giờ cũng được 7 cái mà không dính con, con hành nhỏ xíu cả nhà, đuối đuối cái này trống lỏng cả nhà, phân bọng gì không này. Ồ, có hàng cả nhà, mình thấy cái lưng đen đen à, chuột còn luôn kìa, mình ăn nó dữ chứ còn dính đây. Em hành mini nữa cả nhà, nó tay hành này 3 chuột còn luôn, lời mà thấm luôn nha, bắt nó ra luôn nha. Còn hành thứ hai, hành thứ hai cho mình nha cả nhà. Máy nha cả nhà. Rồi, tiếp tục đây mình có cái luôn cả nhà. Nó đi thăm nãy toàn bị chó giật không cả nhà. 3 cái luôn. Tuột quần áo hết rồi. Còn trong luồng thì còn có 2 cái chắc mình chứ sao mình rút luôn cả nhà. Chó phá quá trời. Đã ở đây thì cũng ít dính thôi. Mình không có gắn hay sao. Mình mới thấy da hổ hèo nó lột da mà đặt hoài đặt không dính nữa nha, khổ thiệt chứ. Mấy chiên chưa cụ cũng dính được con một tới giờ, cái hàng gì không vậy. Rồi chụp ngủm của tỏi luôn rồi cái nhà nha, rồi lúa còn một con chuột cũng chết nữa chứ. Rồi mình ốp máy luôn cái nhà. Rồi, tiếp tục đây mình có một cái luôn cả nhà, đốn chè, đã đốn chè không biết đạp bẫy mình xẹp lép không, bẫy này chắc dưỡng ít lần nhiều, coi đâu rồi, rồi đây
lép rồi cái nhà, có gắn cái con gà mất tiêu. Ôi trời. Cái phân gắn cái gì ta, đập sập lép luôn cả nhà. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái luôn cả nhà, này cũng thăm chuyến là chuyến thứ hai à. Chuyến trước thì nó chết chuột, chuyến này không biết có hàng gì không. Mỗi một cái bẫy là mỗi một cái niềm hy vọng, hy vọng hàng nghìn mà thất vọng cũng cần nên. Đây rồi, cái bẫy ở đây mình dạch ở chỗ kia rồi, không thấy hiện tượng phân gì hết cả nhà. Chuột còn không đấy, trời ơi có hàng luôn cả nhà, một em hổ lái có tay. Con này chắc mình thả luôn cả nhà. Sử chuột mình mất tiêu đó tay. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có con gái luôn cả nhà, này xảy con vợ anh tới giờ hết dính con gì luôn cả nhà. Thăm cũng chuyến thứ ba đó, biết chuyến này có gì không đấy. Hy vọng con vợ anh nó quay trở về kiếm chuột ăn. Không thấy phân bọng gì hết trơn ta, nhỏ quê vậy. Trời ơi sao toàn hành cỡ này không ta, bó tay em bé cả nhà ơi. Vô nó xử chuột mình chết veo dữ thiệt chứ. Còn hành đây lớn nữa cả nhà, bó tay chưa. Chuột chà ba nó vô nó xử mất tiêu. Ôi, mình thả tiếp tục cho nó lội nước chưa. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái luôn nha cả nhà. Cái này ở đâu ta quên, cũng mấy chiếc muốn quên. Ồ, trên kia cả nhà. Này chiếc rồi cũng dính được con hành nhì cả nhà. Hành ba nhành hành nhì, nhì quên. Khui, có hàng gì không, phân trắng phân đen gì không. Ôi trống lỏng luôn. Ây da, nặng nặng cả nhà ơi. Ồ, dính được em hành. Ôi này vô lâu tới lột luôn cả nhà. Rồi lý nhẹ còn hành nhì nha cả nhà. Bắt ra luôn cả nhà. Hành vô rất là lâu, khô phân. Ghê, 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 ừ, ghê. Trời ơi, chạy chạy vô luôn. Cái cây mình xỉa ăn cái. Nãy giờ mới dính được em này coi được cái nhà. Nhỏ nhỏ không? Gồi vô chuột, chuột luôn. Này chuẩn bị lột luôn cả nhà, cái này vô lâu rồi. Hai lạng rưỡi, ba lạng cả nhà. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có một cái luôn cả nhà. Bỏ hơi lâu, cỏ nó lên mịt mù nhìn không biết chỗ như nào luôn cả nhà. Năm sáu đêm mà khui, rồi thấy ổ chuột rồi cả nhà ơi. Cái này chắc không có gì đâu. Ôi chuột mấy con vậy.
Quá trời cái hang chuột này. Rồi, ốp máy nha cả nhà. Đây mình có cái luôn cả nhà. Chỗ giường ta đang đi xẹt. Này cũng thăm mấy chiến này ngưng. Không thấy rắn cả nhà. Này giống gốc thân quá ta cả nhà. Đường đây cả nhà. Mình ốp máy chụp mình ốp ra nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình con cái luôn cả nhà. Nãy mình mới thăm dính được thêm con hình nữa mà nhỏ cả nhà. Có chủ người ta đang trong giường xiệt cá mình không có bay được. Cái này cũng chuyến thăm thứ hai đây. Phần bọn gì không? Chúng lỏng mà. Không thấy phần. Ngọt nhẹ que luôn. Ôi trời, chuột đó mất tiêu rồi ta. Không thấy phân bọn gì trơn nha. Rồi. Rồi, mình ốp máy nha cả nhà. Giờ mình ốp gắn ngay nha cả nhà. Được hai em nữa. Này dính sao cả nhà, con cũng nhỏ. Nó dính toàn hành mini không cả nhà. Cái này như bị đạp. Ta phát chỗ vườn phát cỏ người ta không biết nữa. Đồng nghiệp đi thăm bảy chúng quá trời mình đi thăm toàn là chúng gắn gì không, sáng giờ thả hai con bốn con rồi này mình lấy được không lấy. Mấy chỗ đi theo ít muốn biết đủ chỗ không này. Máy nha cả nhà. Tại giờ quá. Rồi, tiếp tục đây mình có cá luôn cả nhà. Này trên cầu dính được con hình. Cũng con hình nhì luôn cả nhà. Mà cũng thăm mấy chiến rồi mới dính. Bảy mình thấy trống lỏng. Trống lỏng luôn. Ta đạp sập nếp rồi cả nhà. Rồi ai đi vô đây mà đạp trời. Chuột còn luôn nha. Để mình sửa bẫy thôi. Rồi tiếp tục đây mình con cái luôn cả nhà. Năm nãy giờ chết quá không. Lâu rồi không có cảm giác bắt gan khủng cả nhà. Đây trống lỏng luôn. Có cái gì không đây? Khui. Ôi nhẹ que luôn cả nhà. Ôi chuột mất tiêu luôn. Nổ như ta. Ô cái hòm tràn quạt luôn cái nhà. Này có người bắt gắn sao ta. Ôi trời. Hòm chắc. Ôi ốp máy cái nhà. Hello chào cái nhà nha. Mình vừa mới thăm bẫy xong cái nhà ơi. Mình về được có ba con. Và con hành này lấy được thôi cả nhà, còn hai con kia mình thả cả nhà. Còn bữa nay mình cũng được 5 con cả nhà. Số 7 mà mình rút về cả nhà. Mai mốt mình đi đặt chỗ khác cả nhà. Giờ không có chuột có gì, có gắn cái gì chứ. Ba con hành đi nửa buổi trời. Gắn ít mình cũng đăng lên video mà mình xóa mấy cái kia lại cho làm cho nó ngắn lại cả nhà. Mong cả nhà xem thông cảm ha. Rồi, ngày mới mình cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha cả nhà. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bảy chúng lớn nha.
Rồi, hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye.